Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin GMT cộng 7. Những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây. <laughs> Afghanistan nối lại các chuyến bay nội địa từ thủ đô Kabul. WHO khai trương trung tâm cảnh báo sớm đại dịch tại Đức. Cuộc khủng hoảng oxy y tế trên thế giới. Thưa quý vị, các chuyến bay nội địa từ sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul của Afghanistan sẽ được nối lại từ ngày 3 tháng 9. Trong khi đó, lực lượng Taliban đang chuẩn bị công bố thành phần chính phủ mới của Afghanistan sau 2 tuần kể từ khi giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul. Hiện Qatar đang đàm phán với lực lượng Taliban cũng như làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ về khả năng hỗ trợ kỹ thuật để nối lại hoạt động của sân bay Kabul. Qatar là nước đã tổ chức các cuộc đàm phán giữa Taliban và Mỹ trong những năm gần đây và là điểm trung chuyển cho khoảng 43.000 người sơ tán khỏi Afghanistan. Các nhà lãnh đạo của Taliban ngày hôm nay cũng thông báo đã hoàn tất thảo luận về việc thành lập chính phủ mới, cuộc thảo luận do lãnh đạo cao nhất của lực lượng này, ông Mullah Akhundzada, chủ trì cũng trong ngày hôm nay phong trào taliban đã quyết định phát động chiến dịch quân sự chống lại lực lượng mặt trận kháng chiến quốc gia ở pansir đây là tỉnh duy nhất hiện nằm ngoài sự kiểm soát của taliban lực lượng mặt trận kháng chiến quốc gia tuyên bố cuộc chiến sẽ kết thúc nếu các nhà chức trách mới thành lập một chính phủ đa đại diện bảo đảm tôn trọng quyền công dân đây cũng là điều kiện mà các nước phương tây đặt ra để thiết lập quan hệ chính thức với chính quyền mới của taliban tại afghanistan Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia vừa dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động đối với máy bay chở khách 737 Max của Boeing sau hơn 2 năm áp dụng. Về máy bay 737 MAX, cơ quan hàng không dân dụng Malaysia cho biết, sau khi giám sát chặt chẽ quá trình đăng ký và các động thái của Boeing, cơ quan giám sát hàng không Liên bang Mỹ, phía Malaysia đồng ý với các đề nghị của cơ quan này về việc cho phép máy bay 737 MAX được hoạt động hoàn toàn trở lại. Malaysia đã ban hành lệnh cấm hoạt động đối với loại máy bay này từ tháng 3 năm 2019, đồng thời với các nước khác sau khi máy bay gặp hai tai nạn gây nhiều thương vong. Sau vụ việc này, nhiều hãng hàng không quốc tế đã hủy các đơn đặt hàng mua máy bay Boeing 737 Max. Tuy nhiên, hãng hàng không quốc gia Malaysia vẫn duy trì đơn đặt hàng 25 máy bay loại này và tháng 5 vừa qua, hãng này cho biết các máy bay sẽ được giao từ năm 2024. Chuyển sang các thông tin về dịch bệnh COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới vừa khai trương trung tâm cảnh báo sớm đại dịch tại thủ đô Berlin của Đức. Mục đích của việc thành lập trung tâm cảnh báo sớm là tăng cường cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về các đại dịch và dịch bệnh, cũng như nguy cơ xảy ra đại dịch để các chính phủ có thể phản ứng một cách nhanh chóng, hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu. <laughs> Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus và Thủ tướng nước chủ nhà Đức Angela Merkel đã cắt băng khai trương trung tâm cảnh báo sớm đại dịch Nhiệm vụ chính của trung tâm này là thu thập thông tin, dữ liệu trên khắp thế giới về các dịch bệnh ở động vật, các bệnh bất thường ở người, những thay đổi hành vi của con người, hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu và sự dịch chuyển dân số. Sau đó, các chuyên gia sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích, xử lý thông tin, xác định các mối đe dọa và cung cấp thông tin cho các chính phủ để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Chính phủ Đức cung cấp 35 triệu đô la để tài trợ cho trung tâm này. Những người có hệ thống miễn dịch suy yếu do bệnh viêm mãn tính và đang được điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch vẫn phát triển kháng thể sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Kết luận này được đưa ra trong một nghiên cứu vừa được Trường Y khoa Washington, Mỹ mới công bố. Các nhà nghiên cứu của trường y khoa Washington đã tiến hành so sánh một nhóm gồm 133 bệnh nhân có hệ thống miễn dịch suy yếu do bệnh viêm mãn tính và 53 người khỏe mạnh. Mỗi bệnh nhân có hệ thống miễn dịch suy yếu dùng ít nhất một loại thuốc ức chế miễn dịch, bao gồm bệnh viêm ruột, viêm khớp dạng thấp, viêm đốt sống, lưu ban đỏ, đa sơ cứng. Các nhà nghiên cứu đo nồng độ kháng thể của những người này sau khi tiêm vaccine và kết quả cho thấy gần 90% những người dùng thuốc ức chế miễn dịch đều tạo ra kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, mức độ kháng thể và số lượng tế bào sản xuất kháng thể ở nhóm ức chế miễn dịch chỉ cao bằng 1 phần 3 so với nhóm đối chứng. Về độ an toàn của vaccine sử dụng công nghệ mRNA đối với những bệnh nhân có hệ miễn dịch suy yếu, các nhà khoa học nhấn mạnh công nghệ này rất an toàn, hiệu quả và ít gây tác dụng phụ. Ai Cập có kế hoạch sản xuất 1 tỷ liều vaccine Sinovac của Trung Quốc mỗi năm và sẽ trở thành nhà sản xuất vaccine ngừa COVID-19 lớn nhất tại châu Phi và Trung Đông. Theo thỏa thuận được ký kết giữa công ty sinh phẩm và vaccine Ai Cập và công ty dược sinh học Sinovac của Trung Quốc, một nhà máy tại Cairo sẽ sản xuất hơn 200 triệu liều vaccine Sinovac mỗi năm nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, Ngoài ra, một nhà máy thứ hai sẽ sản xuất 3 triệu liều mỗi ngày, tương đương khoảng 1 tỷ liều mỗi năm, với mục tiêu xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 sang các nước châu Phi. Các chuyên gia Trung Quốc đã tới Ai Cập để kiểm tra trang thiết bị và nguyên liệu sản xuất vaccine Sinovac tại các nhà máy ở quốc gia này. Ai Cập với dân số hơn 100 triệu người, tính đến nay đã ghi nhận hơn 288.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 16.700 trường hợp tử vong khoảng 7,5 triệu người Ai Cập đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. quý vị, cùng với vaccine và trang bị bảo hộ thì nguồn cung oxy y tế ổn định là rất cần thiết để ứng phó với dịch Covid-19. Khi biến thể Delta lan rộng, nhiều nước trên thế giới, ngay cả nước có hệ thống y tế phát triển như là Mỹ, cũng rơi vào tình trạng cạn kiệt oxy y tế. Thực trạng này đã dấy lên những hồi chuông cảnh tỉnh về tầm quan trọng của việc cung cấp đầy đủ oxy, một trong những yếu tố cơ bản nhất của sự sống trong điều trị y tế và để bảo đảm nguồn cung oxy y tế, chính phủ các nước cần sớm có chiến lược lâu dài toàn diện về loại vật tư y tế thiết yếu này. Các bệnh viện ở miền Nam nước Mỹ đang phải đối mặt với sự cạn kiệt nguồn cung oxy y tế trong bối cảnh biến thể Delta lan rộng và số ca nhập viện do mắc COVID-19 không ngừng tăng lên. Nhiều bệnh viện ở các bang như Florida, South Carolina, Texas và Louisiana đang phải vật lộn với tình trạng khan hiếm oxy. Thông thường một bình oxy sẽ đầy khoảng 90% và sẽ được bơm đầy ngay sau khi xuống mức còn 30 đến 40% trong bình, đủ cho bệnh nhân dùng từ 3 đến 5 ngày. Thế nhưng các bệnh viện đang phải cho bệnh nhân dùng oxy xuống tận mức 10 đến 20%, nghĩa là chỉ bảo đảm được thêm 1 hoặc 2 ngày trước khi chúng cạn kiệt. Đây là một tình huống rất nguy cấp. Một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 tại Mỹ tăng cao trở lại là do nhiều người vẫn không chịu đi tiêm vắc trong khi biến thể Delta nguy hiểm đang hoành hành. Lần này, chúng tôi thấy những bệnh nhân trẻ hơn, khoảng 30, 40, 50 tuổi và họ thiếu oxy rồi chết dần. Ở làn sóng dịch lần này, bệnh nhân tử vong nhanh hơn. Mỹ có thể chứng kiến thêm 100.000 ca tử vong do Covid-19 vào tháng 12 tới tại các bang miền Nam như Florida, South Carolina, Louisiana và Texas nơi nguồn cung cấp oxy đang cạn kiệt, chỉ khoảng 50% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Trước đó, Ấn Độ là nước phải trải qua tình trạng khan hiếm oxy y tế trầm trọng khi làn sóng COVID-19 bùng phát tại nước này. Ngoài Ấn Độ và Mỹ, các nước như Brazil, Mexico, Peru, Nigeria, Nam Phi và một số nước châu Á như Indonesia, Myanmar cũng rơi vào tình trạng cạn kiệt oxy y tế khi biến thể Delta bùng phát tại những nước này. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC Mỹ, Độ bão hòa oxy tối ưu trong máu là trên 92% và một khi nó giảm xuống dưới 90%, người bệnh sẽ bắt đầu cảm thấy khó thở. Nhưng điều này không đúng với COVID-19. Nhiều bệnh nhân COVID-19 đến bệnh viện với các triệu chứng như ho, mệt mỏi và sốt, nhưng họ không hề biết nồng độ oxy trong máu của mình đã giảm mạnh. Một số người còn không nhận ra rằng họ đang khó thở. Nếu bạn đến bệnh viện với độ bão hòa oxy thấp nghiêm trọng còn có 70%, bạn đã bỏ lỡ cơ hội để được điều trị cứu sống. Điều đáng ngạc nhiên ở COVID-19 là mọi người không khó chịu với lượng oxy thấp đến mức nghiêm trọng mà họ có. Nguyên nhân lớn nhất của việc cung cấp oxy bị chậm trễ vẫn là do số ca mắc COVID-19 gây ra bởi biến thể Delta gia tăng quá nhanh, khiến việc vận chuyển và cung cấp oxy y tế không diễn ra kịp thời. Để giải quyết cuộc khủng hoảng oxy y tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cho ra mắt lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp về oxy y tế vào tháng 2 vừa qua. Các đối tác của lực lượng đặc nhiệm này sẽ làm việc cùng nhau để tính toán nhu cầu oxy, đàm phán với các đối tác tài trợ, đảm bảo nguồn cung cấp oxy và hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại các nước đã trải qua tình trạng thiếu oxy y tế như Ấn Độ, Indonesia, một giải pháp trước mắt đó là nhập khẩu hoặc nhận hỗ trợ oxy từ nước ngoài. Một số giải pháp khác là xây dựng thêm các nhà máy sản xuất oxy hoặc chuyển đổi nguồn cung oxy từ các ngành công nghiệp khác sang cho hệ thống y tế. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.